cận cảnh nâng cung chân mày trực tiếp Perfect Firm 3 tháng tuổi tại Malaysia. Đây là hiện trạng ban đầu của chị khách hàng trước khi đến với Malaysia nha các chị nha. Phần mắt của chị khách hàng này, da chưa, da dư, da trùng, da sụp rất là nhiều nha các chị. Vốn dĩ nếm mắt ban đầu của chị khách hàng là mắt 2 mí, to, rõ, rất là đẹp luôn. Nhưng vì thời gian, vì tuổi tác, phần da dư, da trùng nó đổ xuống, nó che mất nếp mí khách hàng, che mất 2/3 nếp mí luôn các chị. Đây, đổ xuống phần phía đuôi mắt như thế này. Và phần vị trí này cũng có nè các chị ơi, ở hầu như cái phần da dư, da sụp rất là nhiều. Và nếu như trường hợp chúng ta không giải quyết được cái vấn đề da dư, da trùng như thế này, chắc chắn một điều rằng cái phần mắt của các chị nhìn nó sẽ rất cảm giác là già nua nè, mệt mỏi nè. Mắt của chúng ta lúc nào cũng trong trạng thái gọi là nó nặng nề, nó bị che khuất cái tầm nhìn của mình đó các chị. Vậy thì cái phương pháp nào dành cho những chị em mà có da dư, da trùng, da sụp như thế này? Chị ấy đã lựa chọn ở dịch vụ đó là nâng cung chân mày trực tiếp Perfect Form tại nhà Malaysia để giúp trẻ hóa cái đôi mắt của mình. Và ngay hiện tại bây giờ đây, tất cả những cái phần giống như nãy em chỉ cho các chị luôn, da dư, da trùng, da sụp của chị khách hàng này bây giờ được cải thiện cực kỳ nhiều, trả lại đôi mắt 2 mí to, rõ, tròn đều và giúp chị ấy lấy lại thanh xuân, lấy lại cho mình cái tuổi trẻ, trẻ ra 5-10 tuổi luôn nha các chị nha. Vậy thì các chị, mình có tò mò ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ đôi mắt của chị khách hàng này trẻ trung như thế nào, đẹp như thế nào không ạ? Không để cho các chị chờ lâu nữa. Bây giờ xin phép Malaysia quay cận cảnh chị khách hàng ngay tại thời điểm hiện tại cho tất cả các chị em mình cùng xem luôn nhé. Đây các chị ơi, ngay tại thời điểm bây giờ đây, đôi mắt rất là đẹp đúng không các chị? Những cái phần da dư, da trùng, da chảy xệ nó sập xuống cái phần mắt che mất 2/3 nếp mí của khách hàng bây giờ đâu mất tiêu rồi đúng không ạ? Bây giờ các chị nhìn thật kỹ giúp em nè. Đôi mắt 2 mí to, rõ, đẹp và khách hàng này vừa mới làm được 3 tháng tại Malaysia sử dụng dịch vụ là nâng cung chân mày trực tiếp Perfect Form tại nhà Malaysia, sử dụng những cái công nghệ mới nhất tại nhà Malaysia luôn. Từ giá gốc 12 triệu đồng ưu đãi cho tất cả các chị em 6 triệu đồng thôi. Khi các chị bấm tim, thả like và đồng thời chia sẻ cái livestream này cho Malaysia nhé. Chào Mai Thủy, chào Bùi Thị Đượm, chào Hương Nguyễn, chào Thanh Hoa. Chào tất cả các chị em đang theo dõi livestream của Malaysia. Các chị ơi, các chị nhìn đôi mắt này giúp em nhé, nhìn có đẹp không các chị? So với hiện trạng ban đầu là một trời một vực luôn đúng không ạ? Và đối với dịch vụ cắt treo nhà Malaysia, tại sao để có thể tạo được một cái tác phẩm như thế này, nó sẽ phụ thuộc vào rất là nhiều cái yếu tố luôn, qua từng bước cho mình. Thì Malaysia luôn làm rất là kỹ lưỡng cho mình. Đầu tiên khi đến Malaysia, ví dụ khi khách hàng đang có da dư, da trùng, da chảy xệ như vậy, dĩ nhiên đầu tiên bước quan trọng cực kỳ luôn đó là mình phải thiết kế đúng không ạ? Mình thiết kế cái tỷ lệ cái phần da dư, da trùng, da chảy xệ như thế nào, làm sao cho nó phù hợp nhất với khách hàng. Ví dụ cái lượng da trùng của mình nó sập xuống phần mắt của chúng ta 20 mm thì lấy khoảng 20 mm thôi. Còn nếu 30 mm thì phải lấy đúng 30 mm thôi. Trong trường hợp dư 30 mm mà các chị lấy 50 mm thì mắt của chúng ta nó sẽ bị tình trạng là gì ạ? Trợn mắt, mắt nhắm không kín được đúng không ạ? Còn khi các chị lấy quá ít, nó không có đủ cái lượng da dư cho mình thì thành ra mắt của các chị nó sẽ không có sự cải thiện. Nhưng khi đến Malaysia, cái phần thiết kế này các chị an tâm, tại vì cơ bản là gì ạ? Chị khách hàng này ban đầu các chị nhìn giúp em nè. Hai bên nó sập không có giống nhau nha các chị nha. Hai bên sập không có giống nhau, bên này sập hơn rất là nhiều nè, còn bên này thì sập ít hơn. Thì dĩ nhiên trong quá trình thiết kế, Malaysia cũng sẽ cân chỉnh làm sao cho nó hài hòa, cho nó phù hợp và lấy cái lượng da dư nó phù hợp với từng mắt của khách hàng. Để làm sao? Sau khi vừa làm xong và sau khi nó ổn định rồi, nó phải trả lại nếp mí của khách hàng một cách đẹp nhất, chứ không phải là mình làm mà hai bên nó y hệt nhau, cân chỉnh tỷ lệ giống như nhau thì hai mắt của chúng ta cũng không thể nào đẹp được các chị. Bên cho nên em nói là cái bước thiết kế cực kỳ quan trọng luôn. Và sau khi đo vẽ thiết kế tất cả mọi thứ chuẩn rồi, Malaysia sẽ tiến hành là gì ạ? Gây tê cục bộ cho khách hàng và cũng như là thực hiện cắt cho mình, loại bỏ cái phần da dư, da trùng, da sụp cho khách hàng theo cái đường vẽ đấy nha các chị nha, cùng với đội ngũ bác sĩ tay nghề giỏi, chuyên môn cao và đạo đức tốt nữa trong quá trình làm các chị nha. Làm xong cái đường cắt của mình nó sẽ rất là nuột nà, nó rất là mượt. Đường may là đường may thẩm mỹ, đường may dấu chỉ đó các chị, làm xong không sưng, không đau, không để lại dấu vết gì cả và không có sưng bầm tím tái cho các chị em nha. Đó là cái sự khác biệt khi các chị đến với Malaysia đó các chị. Và trước khi làm dĩ nhiên cũng phải là gì ạ? Được kiểm tra sức khỏe cho mình, tất cả mọi thứ chỉnh chu Malaysia mới tiến hành làm. Trong tất cả các khâu như vậy Malaysia đều làm rất là kỹ cho mình. Tuy nhiên
Các chị nhìn giúp em nè, nhìn ngay tại thời điểm hiện tại bây giờ, những cái điều em nói từ nãy giờ có chính xác hay không, có thật hay không? Thì bây giờ em xin phỏng vấn chị khách hàng ngay tại thời điểm bây giờ luôn, để cho các chị biết được nha. Sau khi dịch vụ, trẻ trải nghiệm dịch vụ nâng cung chân mày trực tiếp Perfect Form tại nhà Malisa thì trẻ có những cảm nhận như thế nào luôn ạ. Rồi, chị ơi, Malisa chào chị ạ. Thì hôm nay là mình quay lại Malisa sau 3 tháng trải nghiệm dịch vụ là nâng cung chân mày trực tiếp Perfect Form á chị. Thì cho em hỏi một chút xíu nhé. Chị có nhớ là cái phần mắt của mình ngày trước đây nó như thế nào không ạ? Bị sập dữ lắm. Bị sập dữ lắm, nhưng mà hồi xưa, hồi trẻ đó là mắt của chị là mắt 2 mí đúng không? Ừ, đúng rồi. Dạ, thì nhiều những có rất là nhiều những chị em luôn, hồi xưa mắt 2 mí rất là đẹp, nhưng mà vì thời gian, vì tuổi tác á chị, cho nên là nó bị trùng xuống, nó bị sụp xuống, nó che mất nếp mí của mình. Mắt của mình thời điểm đấy có cảm giác nó nặng nề, nó mệt mỏi, nó bị che khuất tầm nhìn của mình không chị? Có, rồi ai cũng nói già hết trơn. Dạ, đó, thấy không, có chị thấy không, ai cũng nói là mình sẽ đứng tuổi hơn đợi bởi vì cái phần mắt của mình đó các chị. Nhưng mà em hỏi này, làm sao mình biết đến Malisa để mình sử dụng cái dịch vụ này vậy chị? Chị xem trên mạng. Xem trên mạng? Dạ, chỉ xem trên mạng thôi, nhưng mà ngoài ra bạn bè người thân của mình là có ai từng sử dụng cái dịch vụ này chưa? Cũng có một cô, nhưng mà cô chỉ xăm môi thôi. Dạ, có làm. Nhưng mà em hỏi thiệt nha, tới Malisa khi mình làm dịch vụ này nè, mình có sợ đâu, sợ làm xong nó không đẹp hay bất kỳ cái nỗi sợ nào trong lòng của mình trước khi đến sử dụng cái dịch vụ này không? Không. Tại sao vậy ta? Thì chị thấy bên này thấy là thẩm mỹ lớn. Dạ, có nghĩa là chị đã cũng đã theo dõi Malisa một thời gian rồi. Nhưng mà cho em hỏi tí nè, cái khoảng thời gian mà mình theo dõi Malisa là được bao lâu rồi chị? Theo dõi hơn một năm. Theo dõi hơn một năm. Dạ, có là chắc là mình cũng, mặc dù người thân bạn bè của mình chưa có làm Malisa, nhưng mà chị cũng có thấy những cái lúc mà Malisa quay trực tiếp về những cái dịch vụ cắt treo như thế này đúng không chị? Đúng rồi. À, cho nên là mình thấy là mình không có sợ, không sợ đau, cũng không sợ gì hết trơn đúng không? Và sau khi trải nghiệm xong á chị, thì chị cảm thấy là tại trong quá trình mình làm á, mắt của mình có đau không? Không. Rồi làm xong có bị sưng mầm tím tái gì không? Không. Dạ, tại vì có nhiều chị em sợ á chị, làm xong sợ nó sưng mầm tím tái, sợ nó đau rồi rất là nhát là không có dám làm. Đó, thì sẵn đây, sẵn có chị ở trong cái livestream này, em cũng hỏi luôn để cho tất cả những chị em đang theo dõi livestream á, các chị có động lực để chị làm luôn nè. Nhưng mà sau khi mà làm xong, sau khi trải nghiệm xong, chị cảm thấy cái phần mắt của mình như thế nào, có hài lòng, có ưng ý với mắt của mình ngay tại thời điểm bây giờ không? Hài lòng, thấy đẹp hơn. Về nhà mọi người có khen nhiều không? Khen, ai cũng khen hết. Người ta tò mò. Rồi về ông xã có hỏi gì không? Ông xã nói ông già rồi bây giờ làm đẹp làm sao ông nhìn được. Nhưng mà có một cái câu chuyện vui nào, ví dụ nó có ảnh hưởng gì tới, ví dụ như có những cái bất ngờ gì hay là những cái niềm vui trong cuộc sống của mình đến từ cái sau khi mình làm xong cái dịch vụ này không chị? Có nhỏ cháu ruột á, anh lên chơi nói sao mà nhìn mắt lạ lạ, ở về nó gọi điện cho mẹ nó nói là mắt cô Phương bữa nay có hồn ghê. Dạ, tại vì nói chung là những người mà người ta chưa có thấy mình là ấy, là lâu ngày không gặp lại như vậy thì chắc là người ta sẽ không biết mình làm dịch vụ này đâu. Thật sự luôn đúng không ạ? Chỉ biết. Có ai mà ở chung nhà với mình á thì mới biết mình làm dịch vụ này thôi. Tại vì sau khi làm xong cái đường cắt nó rất là nuột luôn, nó đâu có để lại cái dấu vết gì đâu. Bản thân em đây, mặc dù chị làm 3 tháng, chị tới đây em cũng hoàn toàn không biết chị làm dịch vụ nâng cung chân mày trực tiếp tại nhà Malisa luôn đó. Đó, cho nên là mọi người không biết thì là cũng bình thường á chị nhá. Chị có điều là mình thấy như vậy mình sẽ vui hơn đúng không chị? Đúng rồi. Mình vui hơn tại vì mình làm xong nó quá thành công đi. Nhưng mà cho em hỏi thiệt nào, về cái chi phí nhà Malisa chị cảm thấy như thế nào ạ? Chị thấy giá bình dân. Dạ. Rồi ngày trước chị làm cái dịch vụ nâng cung này á thì cái mức chi phí về nhà mọi người có hỏi nhiều không? Có hỏi ví dụ mình làm xong thấy chi phí thì nhà chị cũng nói là giá gốc là vậy, rồi lúc khuyến mãi là vậy. Dạ. Rồi mọi người có hỏi nhiều về cái vấn đề trong quá trình làm như thế nào, rồi làm xong như thế nào, hay làm tại đâu gì không chị? Có hỏi mà người ta cũng muốn làm. Rồi chị có giới thiệu được nhiều khách cho Malisa chưa? Có 5 người chứ mà có tới làm rồi. 5 người luôn, 5 người đi theo để làm cái dịch vụ này luôn. Dạ, tại vì cái này là người thật việc thật luôn, để chia sẻ cho tất cả các chị em đang theo dõi livestream á, các chị xem để các chị có động lực để các chị làm. Tại vì đối với dịch vụ mà nâng cung chân mày trực tiếp Perfect Form tại nhà Malisa các chị, bình thường giá gốc là 12 triệu ngay tại thời điểm hiện tại nhá. Sử dụng những cái công nghệ mới nhất
cho tất cả các chị em luôn. Ngày hôm nay ưu đãi cho mình chỉ còn có 6 triệu đồng thôi. Và đối với Malisa thì các chị sẽ rất là yên tâm. Tại vì sao ạ? Khi mà các chị làm những cái cơ sở bên ngoài, nhiều khi người ta, ví dụ nói đơn giản thôi, cái bức đồ vẽ của mình không có chính xác thì nó xảy ra những cái vấn đề về sau này, mắt mình trợn mắt, lợp mắt, hoặc là chưa kể nữa nè, làm xong bị xâm lấn quá nhiều, nó bị sưng bầm tím tái, dẫn đến vấn đề gì, các chị phải cần thời gian nghỉ dưỡng rất là nhiều. Mà chưa kể nữa nha, đặc biệt là cái đường cắt á, đường cắt nếu như những cái nơi ngoài người ta làm cho các chị á, đường may chân rết, vắt qua vắt lại, đường may không có được thẩm mỹ, nó không có nuột nà giống Malisa, làm xong cái đường may thật không có được thẩm mỹ giống Malisa, thì chắc chắn một điều với các chị luôn nha, cỡ nó cũng sẽ để lại những cái sẹo, những cái dấu vết trên cái chân mày của mình. Cho nên là gì ạ, khi thực hiện những cái dịch vụ như thế này, các chị cũng phải thật là cân nhắc, và mình phải tìm hiểu cho em thật là kỹ lưỡng luôn cơ sở uy tín để mình làm cho nó chất lượng. Và riêng đối với Malisa thì đội ngũ bác sĩ nha, tay nghề giỏi, chuyên môn cao nha các chị nha. Và đồng thời nữa là gì ạ? Đến với Malisa có trang thiết bị máy móc hiện đại cho tất cả các chị em luôn. Được kiểm tra sức khỏe cực kỳ kỹ lưỡng cho mình. Ví dụ nè, nhịp tim các chị cao một tí hoặc huyết áp các chị cao một tí, Malisa cũng không có làm cho mình đâu. Làm đẹp thì đẹp nhưng phải đảm bảo sức khỏe cho em. Tất cả những vấn đề về sức khỏe hoặc về thẩm mỹ, Malisa sẽ đảm bảo tuyệt đối cho tất cả khách hàng. Làm xong giúp các chị thay đổi nhan sắc một cách ngoạn mục, lấy lại sự trẻ trung cho các chị, lấy lại thanh xuân cho các chị, giống với chị khách hàng này luôn. Làm xong trẻ ra 50 tuổi là bình thường, bây giờ về nhà ai cũng khen là chị này sao bây giờ lão hóa ngược, ai cũng khen làm xong bây giờ đẹp hơn, trẻ hơn. Nhưng mà có điều nha, Malisa trao cho các chị nét đẹp và tự nhiên, có nghĩa là vẫn là các chị nhưng mà xinh hơn, đẹp hơn, chứ không phải là mình thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác là không có phải như các chị nhá. Chào Ánh Phượng ạ. Malisa chào Trúc Bùi, chào Ngô Thoa, chào Hiền Lương Nguyễn, chào tất cả các chị em đang theo dõi livestream của Malisa nhé. Hiện tại bây giờ ở nhà các chị nè, người thân bạn bè hoặc bất kỳ ai, chúng ta là phụ nữ thì vốn dĩ rất là thiệt thòi, nhiều khi cái thời gian tuổi tác làm cho cái phần da dư da trùng nó đổ sụp xuống cái phần mắt của mình, nó làm cho chúng ta cảm giác là phần mắt mệt mỏi hơn, già nuôi hơn. Thì các chị cứ giới thiệu cho Malisa cho em cùng trải nghiệm sử dụng cái dịch vụ là nâng cung chân mày trực tiếp perfect form như thế này. Nhớ nha, bắn tim, thả like và chia sẻ cái livestream này thật là rộng rãi giúp em luôn, để cùng sở hữu ngay cái dịch vụ nhà Malisa với giá cực kỳ ưu đãi luôn. Từ nãy tới giờ là Malisa cũng đã bắt cóc chị khách hàng này khá là lâu để có thể quay được cái đoạn livestream như thế này để chia sẻ cho chị em có động lực làm đẹp như thế này nè. Thì bây giờ này, xin phép Malisa trả chị khách hàng để có thể làm tiếp theo dịch vụ tại nhà Malisa nữa. Từ nãy tới giờ là bắt cóc chị khá là lâu luôn rồi đúng không ạ? Cảm ơn chị rất là nhiều và xin chúc cho chị ngày càng xinh hơn, trẻ hơn nữa nha. Và cũng cảm ơn tất cả các chị đang theo dõi livestream của nhà Malisa Nguyễn Thị Bảy nè, đẹp quá, cảm ơn Nguyễn Thị Bảy nhé. Các chị ơi, các chị nhớ nhé, khi mà muốn sở hữu dịch vụ nào Malisa cứ comment phía bên dưới cộng theo số điện thoại cho em. Và bây giờ nè, Malisa xin được phép kết like nhé. Malisa xin chào và hẹn gặp lại ạ.